Nào vô. Rồi. Ăn cơm mời vợ uống bia. À, ăn cơm. Cắm uống bia cho vợ. Mời vợ uống bia. Về nó được nè tóc bao nhiêu? Về tăng về nó bấm. Nó xấu rồi. Rồi bắt đầu tới cái ăn cơm nó tôi mời uống ra. Nhưng nó được được ăn rồi. Vợ chồng ngồi nhỏ anh chơi đấy thôi. Vậy bỏ đi lẻ mình luôn á. Trưa về ăn cơm rồi buổi chiều. Trưa gì vậy? Quýnh là tướng anh em xí. Mua Phật. Phải vô cái vô. Mua lâu cái vô cái này lâu cái tôi ghét mà. Cá thu kho mặn có mới. Rồi ra sống không? Đây em được bắp nè. À biết là cá chưa ra sống đúng không? Không. Cái này chấm mà chiên ra hả? Ừ. Hay có mắm mà hay là vừa ăn? Chưa có xíu muối rồi. Không được rồi, không cần nữa.